Em chào cả nhà nhé. Em là Thúy, chuyên cung cấp các mặt hàng hoa phong lan tại thành phố Nam Định. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229. Địa chỉ vườn lan nhà em là đối diện số nhà 1010 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định ạ. Và bên cơ sở lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc. Khi mà các bác nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Toàn bộ đơn hàng em đều không bao ship nhé. Phí ship đồng giá là 40.000 một thùng hàng. Hôm nay thì em sẽ lên chia sẻ một số những cái mặt hàng như là châu Thái ôm gỗ, hàng hoa Tết này, thạch hộc tía này, nữ hàm bóng đêm, vũ nữ hàm cá mập này và một số những cái giò lan thân thòng khác nhé. Ở đây thì em sẽ đi lên báo giá chi tiết từng cái mã sản phẩm một ạ. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một mặt hàng mới nhà em mới về nhé. Quế lá xếp tháng 8. Quế lá xếp tháng 8 nhà em mới về vừa khui thùng này, mới tinh luôn này. Hoa trắng nhé. Quế lá xếp này là hoa trắng. Mùi hương thơm cực kỳ quyến rũ, thơm nức mũi luôn ạ. Nhà em một giò như này trung bình từ 4 đến 5 thân nhá. Từ 4 đến 5 thân và mỗi một giò như này là có giá. Mỗi một giò như này có giá là 220.000 nhá. 220.000 chưa bao gồm phí ship. Đó, ai mua thì vui lòng là cộng thêm cho em 40.000 phí ship thêm vào nhá. Đây là mặt hoa của quế lá xếp tháng 8 nhà em đây ạ. Đó, đây các bác nhìn rõ. Đây là mặt hoa của nó nhá. Mùi thơm cực kỳ thơm nhá. Thơm nức mũi luôn. Đây, nhà em vừa khui thùng đây. Đó, đây nhá. Hàng cây cực kỳ là khỏe khoắn và đẹp đẽ luôn nhá. Hàng thuần. Về các bác là chỉ việc treo lên chơi này. Treo lên chơi là vô tư này. Đây là, đây nhà em là vừa khui thùng nhá. Còn nguyên này. Vận chuyển là còn nguyên, người ta đã đóng bọc này. Để đảm bảo cho cây khỏe này, không bị lỗi này. Đó, các bác ai cần gì thì liên hệ theo số điện thoại trực tiếp của nhà vườn em nhé. Số điện thoại của nhà vườn em là 0981 550 768. Đó, một giò như này nhà em là 220k chưa bao gồm phí ship nhé. Ai đặt đơn nhiều hay ít thì nhà em đồng giá là 40k một đơn phí ship. Đó. Các bác cần gì thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại đấy nhá. Đây, em cho mọi người xem toàn bộ. Đây là nhà em vừa khui này, chưa bóc rỡ bất cứ một cái gì nhá. Vừa khui thùng mới tinh luôn. Đó, ai cần gì thì nhanh tay gọi điện đặt hàng nhà em nhá. Rồi, cảm ơn các bác nhiều ạ. Em lên một cái dòng hoa mới, nó vừa mới cập đến ở nhà em nhá. Đây, cái lan này nó có tên là nữ hoàng bóng đêm này. Cái dòng này thì nó rất là dễ chăm nhá cả nhà nhá. Rất là dễ chăm, phù hợp với mọi loại thời tiết này. Một chậu như thế này em bán với giá là 130k nhá. Hàng thuần rồi cho nên là về bây giờ các bác sang chậu cho em. Vì cái chậu này không được đẹp lắm, mọi người sang cho em một cái chậu khác nhá. Chậu gỗ cũng được, một chậu gỗ cũng được này. Nó cực kỳ là dễ chăm nhá cả nhà nhá, cực kỳ dễ chăm. Đây, cái mặt hoa của nó này. Cái dòng này của nhà em thì nó duy nhất một màu hoa thôi, là màu trắng nhá. Duy nhất một màu trắng này. Môi hình trái tim nhá, môi hình trái tim. Cái dòng này thì nó có cái hương thơm cực kỳ đặc biệt. Nó cái mùi như kiểu là cái mùi quả cam ấy ạ. Đúng như kiểu cái mùi quả cam vani nhá, mùi hương cam vani. Và đặc biệt thơm nhất là vào ban đêm, cho nên nó một cái tên gọi là nữ hoàng bóng đêm nhá cả nhà nhá. Cái dòng này thì nó chịu nắng cực kỳ tốt, chịu nắng cực kỳ tốt, phải lưu ý với các bác nhá. Và cái phần lá này của nó này, nó rất là mọng nước, vì cái phần lá này nó là cái nơi chứa dinh dưỡng cung cấp cho cây để cây phát triển nhé cả nhà nhé. Hoa thì nó sẽ ra ở phần gốc. Phần gốc của kẽ lá này. Cuống hoa của nó sẽ ra ở phần gốc của kẽ lá nhé. Đó. 130k một cây nhé cả nhà nhé. Nhìn như kiểu cây mẹ non luôn ấy. Đây ở đây. Đây. Ở đây em nhìn có một cái bông hoa bói này. Cái dòng này thì nó cho hoa quanh năm nhé các bác nhé. Cho hoa quanh năm. Có nghĩa là khoảng tầm, mọi người cứ lưu ý cho em, khoảng tầm 4 tháng nó sẽ cho ra một đợt hoa mới nhá. Đây này, cái bông hoa này, thực tế ở nhà em luôn nhá. Đây. Môi trái tim này. Bốn cánh quanh nhọn nhá. Duy nhất một màu thôi này. Cái dòng này của nhà em này, nữ hoàng bóng đêm này của nhà em này, nó chỉ có duy nhất một màu trắng này thôi nhá. Duy nhất một màu trắng như thế này thôi này. Đây là cái bông hoa bói nhá các bác nhá. Cái dòng này thì nhìn nó rất là lạ mắt. Nó thơm nhá, nó rất là thơm luôn ạ. Mọi người cảm giác như kiểu là cái mùi kẹo ấy ạ.
như kiểu cái mùi kẹo cam ấy nhá. Đặc biệt thơm nhất là vào ban đêm. Ban đêm, còn ban ngày này, từ sáng đến khoảng tầm 5 giờ chiều thì hương nó thoang thoảng thôi ạ. Còn đêm nó đậm mùi nhất nhá. Châu Thái hoa sổ số hàng cây đơn của nhà em về bổ sung thêm hàng nhé cả nhà nhé. Đây một cây như thế này em bán với giá là 160k ạ. Và trung bình một cây nó cứ dao động từ 4 cặp lá đổ lên nhé các bác nhé. Hàng thuần bước sang năm thứ tư rồi cho nên là về bây giờ các bác chỉ việc làm cái móc như này các bác treo lên cũng được. Hoặc là mọi người sang chậu, ghép lũa đều ok nhé. Đây là một số mặt hoa của nó này. Và đặc biệt nhiều nhất là trong lô hàng này của nhà em nó nhiều nhất là những cái màu này. Màu số 2 là màu trắng, một số 8 màu cam lửa và một số 9 là màu hồng cánh sen nhá. Cái hàng này thì em bán nó là hàng hoa sổ số cho nên em không bảo hành mặt hoa cho mọi người nhá. Hàng hoa sổ số cho nên là em sẽ cố gắng chọn màu nó tương đối cho mọi người. Tương đối nhá các bác nhá. Chứ em không bảo hành mặt hoa ạ. Vì nếu mà em bảo hành mặt hoa thì em sẽ bán chuẩn màu và giá nó sẽ khác. Còn đây là cái lô hàng sổ số cho nên là em sẽ cố gắng em chọn cho các bác màu tương đối chứ em không chọn chính xác nhá. Và đặc biệt là nhà em không bảo hành mặt hoa sổ số ạ. Các bác lưu ý giúp em. Và cái hàng này của nhà em thì tầm này nó đang bắt đầu có những cây nó đang có nụ rồi. Có những cây thì nó đang bắt đầu nó sưng nụ nhá. Các bác lưu ý cho em một điều này. Những cái cây mà nó đang có nụ ấy ạ, thì là mọi người sẽ chơi hoa trước Tết. Còn những cây chưa có nụ thì mọi người sẽ chơi hoa chuẩn Tết cho em. Đây, em sẽ tìm cho các bác xem một số những cây nó đang báo nụ này. Đây này, những cây này này. Các bác vạch ở cái đầu, ở cái nách lá nó ra nhá. Những cây này này, đấy, nụ nó lên này. Ở cái nách, ở cái kẽ lá nhá, các bác vạch ở cái kẽ lá rồi nhá. Đó. Hàng này em bao đẹp bao lỗi lá cho cả nhà nhá. Bao đẹp bao lỗi lá này. Đây các bác nhìn này, mít xếp nhá. Lá tương đối to dày này. Đặc biệt các bác nhìn cho em này, dễ sữa này. Nó lên này, thích chưa? Xanh ngợt luôn nhá. Các bác nhìn cho em những cái đầu dễ sữa nó ra này. Cây nó rất là khỏe luôn nhá cả nhà nhá. Cây cực kỳ khỏe luôn nhá. Đẹp chưa? Xanh mướt một màu luôn ạ. Em bao đẹp bao lỗi lá cho cả nhà. Không có hàng lỗi lá nhá. Không có hàng lỗi lá cho nên các bác cứ yên tâm. Châu ôm gỗ hàng hoa Tết của nhà em cập bến nhá cả nhà nhá. Đây hàng này, lần này em về số lượng lớn nên xỉ lẻ các bác cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo số điện thoại 0981550768 giúp em ạ. Hàng đợt này thì nhà em đang có cái chương trình ưu đãi khách hàng nhá. Cho nên là giá của mỗi bảng châu em sẽ giảm xuống 20k một bảng. Có nghĩa là cái hàng này trước em đang bán là 190k đúng không ạ? Cái đợt này em sẽ bán cho các bác với giá là 170k một bảng hai cây châu Thái hàng ôm gỗ, hàng thuần bước sang năm thứ 3 nhá. Hàng này về các bác chỉ việc treo lên chơi thôi. Và cái hàng này thì em đảm bảo với các bác 100% nó sẽ cho hoa trong năm nay. Đây em sẽ lấy cho mọi người xem một số những cái mặt hoa của nó nhá. Đây, châu Thái ôm gỗ hoa sổ số này. Đặc biệt nhiều nhất trong cái lô hàng này của nhà em là cái màu số 5. Màu số 5 nhá các bác nhá. Màu số 5 màu đỏ sắc pháo này. Màu số 6 này màu cam lửa này. Và màu số 9 là màu hồng cánh sen nhá. Hàng này của nhà em thì có những cây nó đang báo nụ, có những cây thì đang sưng nụ ạ. Đây em sẽ lấy cho mọi người xem nhá. Thử nghiệm qua này. Đây này, như cây này này. Mọi người nhìn thấy không ạ? Cuống hoa cũ này. Nụ mới này. Nụ mới đây nhá, nụ mới này. Những cây mà nó đang có nụ tầm này thì chắc chắn là các bác sẽ chơi hoa trước Tết. Còn những cây mà nó chưa có nụ ấy ạ, là đang bắt đầu sưng nụ thôi thì mọi người sẽ chơi hoa chuẩn Tết cho em nhá. Vì là thời gian từ nụ, từ lúc nụ đến lúc hoa là nó rơi vào khoảng tầm 50 ngày ạ. Đây, hàng thuần rồi, về các bác cứ ngoặc cái móc này các bác treo lên là được thôi nhá. Hoặc là mọi người có thể bóc ra, mọi người ghép sang giá thẻ khác cũng được. Hoặc là đặt nguyên cả cái miếng như thế này, thả vào chậu cũng được nhá. Đây này, lô này của nhà em thì nó sưng nụ rất là nhiều. 170k một bảng 2 cây nhá cả nhà nhá. 170k một bảng 2 cây. Hàng thuần bước sang năm thứ 3. Đây này. Đó, nụ này. Các bác phải để ý cho em này. Cái nụ nó khác cái đầu rễ nhá. Nụ, cái nụ của nó bao giờ nó cũng nhọn nhọn. Cái đầu nụ nó sẽ nhọn nhọn nhá, còn cái đầu rễ là nó tròn xoe nhá. Đây nụ này. Mọi người phải nhìn nó ở những cái nách lá ấy ạ. Nó ra ở những nách lá nhá. Đây như thế này. Các bác vạch nhẹ ra. Đó. Hàng siêu đẹp luôn nhá cả nhà nhá. Ôi. Đây mọi người nhìn này, cái bộ rễ của nó thích chưa? Các bác mua cái hàng kg ấy ạ, thì nó cũng phải rơi rẻ nhất, cũng phải rơi vào tầm 70.000 một cây. 70.000 một cây nhá, mà về mọi người thuần mãi.
Có khi là các bác phải treo lên mấy tháng nó mới ra được một tí rễ. Đây, cái hàng này của nhà em nó thuần sẵn rồi này, có 170.000 hai cây thôi. Tính nhẹ nhẹ ra là nó rơi khoảng vào tầm 85.000, mà hàng thuần bước sang năm thứ 3 rồi. Bao ra hoa cho các bác chắc chắn 100% ra hoa nhá, chứ các bác đừng nghĩ là cây nó nhỏ này mà nó không ra được hoa nhá. Em đảm bảo 100% sẽ cho hoa trong năm nay ạ. Đây này. Đẹp ngật luôn nhá. Mà đợt này là nhà em đang có cái chương trình tri ân khách hàng, bán không lợi nhuận nhá. Cho nên là chỉ bán cho các bác 170.000 thôi ạ. Đẹp xuất sắc luôn này. Nhà em đợt này về số lượng rất là nhiều, cho nên là các bác mua sỉ mua lẻ mọi người cứ liên hệ trực tiếp qua cái số điện thoại em ghim trên màn hình nhá. Tiên dược thạch học tía của nhà em cập bến nhá các bác nhá. Hàng đợt này thì giá nó có thay đổi một chút xíu ạ. 120k cho một cốc thạch học tía này. Nhưng mà bù lại thì đợt này cây nó to hơn, nó nhiều ngọn hơn nhá. Đây, 120k một cốc này. Cái dòng này thì nó cho hoa chùm, hoa màu vàng, lưỡi trắng, mắt đỏ. Dòng này thì nó có hương thơm nhẹ nhàng thôi nhá cả nhà nhá, hương thơm nhẹ nhàng này. Cái thạch học tía này thì mọi người có thể làm cây tiểu bonsai được này. Các bác trồng cho em khoảng tầm 2-3 chậu này vào một cái chậu gốm. Các bác treo trước cửa nhà cũng được, hoặc là để ở trên bàn làm việc cũng được nhá. Thạch học tía này thì nó là một cái vị thuốc nó rất là quý. Mọi người có thể ngâm cùng với rượu để chữa đau răng này, chữa đau nhức xương khớp được nhá. Đó, cái thạch học tía này thì nó cho hoa vào khoảng tầm tháng 2 đến tháng 4 dương. Đối với cái thạch học tía này nó còn cho quả nữa các bạn, nó cho cả quả nhá cả nhà nhá. Cái mùa quả của nó thì nó cứ dao động khoảng tầm từ tháng 6 đến tháng 8, tháng 9 dương nhá. Đó, các bác cứ làm cho em khoảng tầm 3 cái giò thạch học tía này mọi người ghép vào một chậu để cho nó ra những cái chùm hoa nó sai như thế này nhá. Cực kỳ đẹp luôn này. Vũ nữ hàm cá mập của nhà em cập bến nhá cả nhà nhá. Một chậu như thế này em bán với giá là 230.000 này. Và lưu ý với các bác là cái vũ nữ của nhà em nó là cái vũ nữ size to ạ. Chậu size to này. Hàng đang có cả hoa lẫn nụ nhá cả nhà nhá. Cái dòng này thì nó cực kỳ là siêng hoa, cực kỳ siêng hoa, cho nên là những các bác mà lấy cái chậu nó đang hoa như này này, về mọi người yên tâm từ giờ đến Tết nó phải nở cho em 2 lần nữa. Nó rất là siêng hoa nhá. Cái dòng này thì nó tương đối là dễ chơi, dễ chăm. Dễ chơi, dễ chăm nhá, rất là phù hợp với những cái bác mà mới bắt đầu tập chơi lan ấy ạ. Thì mọi người chơi cái dòng này thì rất là ok này. Cái thứ nhất là giá thành nó ổn định, nó tương đối là rẻ. Cái thứ hai là hoa của nó rất là đẹp nhá. Cái dòng này thì nó được cả hương lẫn sắc. Đây các bác nhìn này, được cả hương lẫn sắc nhá. Hoa này nó rất là thơm. Mọi người nhìn cái mặt hoa của nó rất là sang nhá. Đây này, rất là lôi cuốn này. Mặt hoa rất là lạ nhá. Đó, hàng đang có cả hoa lẫn nụ cho em nhá. Đây này. Đối với về cái yêu cầu chăm sóc cây ạ, thì là cái cây này thì nó phù hợp với mọi loại thời tiết. Nhưng mà chỉ có một lưu ý nho nhỏ, một gạch đầu dòng nho nhỏ đến các bác này, là đối với những cái hàng mà dã hành nó to, cái củ dã hành nó to ấy ạ, thì cái phần chăm sóc tưới nước cho nó khoảng tầm 3 ngày mọi người hãy tưới cho nó một lần nhá, 3 ngày một lần thôi ạ. Các bác cứ để ý cái giá thể này này, cái phần gốc này này, nó khô thì mọi người hãy tưới, đừng tưới nhiều nước quá, nước có đọng nó úng, nó thối dễ là nó chết cây. Đây nhá. Còn về phân thì khoảng tầm 3 tháng một lần các bác vắc rắc cho em một ít phân tan chậm hoặc là phân thông minh vào đây này. Một ít thôi nhá. Các bác lưu ý là chỉ rắc vài hạt thôi, không là nó sót cái gốc cây nhá.